7 giờ sáng nay ngày 25 tháng 7, lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thủ đô Hà Nội. Lễ viếng được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp, được Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai nối sóng và live stream trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai. Tại Việt Nam, ngoài các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban ngành, đoàn thể, các địa phương đến viếng trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Rất nhiều cán bộ, nhân dân, học sinh sinh viên trong cả nước vì điều kiện ở xa không thể đến viếng trực tiếp nên đã bày tỏ lòng thành kính tiễn biệt Tổng Bí thư của lòng dân theo nhiều cách khác nhau. Rất nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của các nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam cũng đã đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chương trình phát sóng trực tiếp lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai đã thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước theo dõi. Cụ thể, Facebook gần 17.000 lượt phát, 1.000 lượt tương tác, YouTube hơn 12.000 lượt xem, tổng thời gian xem 2.300 giờ. Đặc biệt, kênh TikTok Truyền hình Gia Lai có gần 667.000 lượt xem, 3,3 triệu lượt tương tác. Trong đó, có gần 40.000 lượt bình luận bằng những tình cảm đặc biệt đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong phần bình luận trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai, rất nhiều khán giả cũng đã thành kính bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.